Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 7. Như vậy thì trong clip trước, thầy đã hướng dẫn xong cho các em tới cái bài 39. Cái câu 39 của cái bài số 4 đó chính là trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh góc cạnh. Và các em lưu ý giùm thầy, góc ở đây phải là góc xen giữa. Và khi chúng ta viết hai tam giác bằng nhau hoặc là xét hai tam giác nào đó thì chúng ta phải viết các cái đỉnh, các góc, các cạnh tương ứng với nhau. Để khi mà chúng ta suy ra hai tam giác nó bằng nhau thì chúng ta suy ra các cái góc tương ứng bằng nhau và các cạnh tương ứng bằng nhau các em nhé. Trên đó là cái phần lưu ý hết sức quan trọng mà các em cần phải chú ý nha. Như vậy thì trong clip hôm nay thầy tiếp tục hướng dẫn cho em ở cái bài 40 trở đi các em nhé. Ok, chúng ta đi sang bài 40. Rồi, chúng ta đi sang bài 40 nha. Ta có đề bài như sau. Nhớ là học hình đó là phải vẽ được hình, nhìn hình để chúng ta chứng minh. Các em hiểu nào? Chứ mà học hình mà không vẽ được hình, không nhìn được hình để chúng ta lập luận dựa vào định lý tính chất để chúng ta chứng minh cái điều mà đề bài đưa ra thì coi như mô hình ta hỏng đấy. Ta đã chưa? Ok, chúng ta có cái đề bài như sau nha. Qua trung điểm M của đoạn thẳng AB. Như vậy thì ở đây này, thầy đọc và phân tích từng chữ em hiểu nè. Qua trung điểm của đoạn thẳng AB, như vậy chúng ta kể cái đoạn thẳng AB ra. M ở đây là trung điểm, nghĩa là chúng ta ngầm hiểu giùm thầy là gì? MA sẽ bằng gì? MB, nghĩa là M nằm chính giữa. Tại vì ở năm học lớp 7 chúng ta đã được, thầy nói năm học lớp 6 chúng ta được học về trung điểm của đoạn thẳng rồi. Có đúng như nào? Nằm chính giữa và chia hai cái đoạn đó bằng nhau. Đó. Kể đường thẳng vuông góc với AB. Đường thẳng vuông góc với AB ha. Đó. Vuông góc AB, trên đường thẳng đó lấy điểm K, chứng minh rằng KM là tia phân giác của cái góc AKB. Đó. Ok. Như vậy thì bây giờ thầy sẽ kể, đầu tiên thầy sẽ kể đoạn thẳng AB ra trước. Được chưa? Ở đây người ta không cho độ dài được bao nhiêu nên ta sẽ kể tùy ý nhá. Nhưng mà cũng ngắn ngắn thôi, giờ dài quá hết trang vở đấy. Rồi. Và M là trung điểm của AB, như vậy thì thầy sẽ lấy M trước. M là trung điểm nên thầy ký hiệu ở hai, đây là hai cái gạch nó bằng nhau để thể hiện MA sẽ bằng MB. Được chưa? Kể cái đường thẳng vuông góc với AB. Như vậy thì thầy sẽ kể một cái đường thẳng D nào đó vuông góc với AB tại điểm M này. Đường thẳng thì nó sẽ không giới hạn về hai đâu. Giả sử đây là đường thẳng D đây. Trên đường thẳng đó lấy điểm K, không? Trên đường thẳng đó thầy lấy điểm K ở đây. Chứng minh rằng KM là tia phân giác của góc AKB. Như vậy hồi nãy chỗ đây vuông góc này. Như vậy thì để chứng minh được KM là tia phân giác của góc AKB thì thầy sẽ nối AK, KA với KB lại. Đó. Các em hiểu chưa nào? Như vậy thì ở đây chúng ta nhìn giùm thầy hướng dẫn để chúng ta chứng minh này. Để chứng minh nó là tia phân giác thì thứ nhất á, cái điều kiện của tia phân giác là cái tia đó phải nằm giữa, nhưng mà KM này nó đã nằm giữa rồi nè, chúng ta không cần phải chứng minh nữa. Cái thứ hai đó chính là gì, rất quan trọng, chúng ta nếu chứng minh được hai góc này bằng nhau đây, nghĩa là nếu chúng ta chứng minh được góc AKM bằng góc BKM, hai góc này bằng nhau, thì khi đó KM này sẽ là tia phân giác của góc AKB. Các em hiểu chưa nào? Bây giờ để chứng minh cặp góc tương ứng của nó bằng nhau thì chúng ta cũng sẽ xét hai tam giác này. Các em hiểu không? Nhưng mà thì khi mà để mà chứng minh được hai góc tương ứng này bằng nhau thì chúng ta sẽ đưa về chứng minh hai tam giác bằng nhau. Thì chúng ta sẽ xét hai tam giác này nè các em, AMK với BMK. Chúng ta có gì? Các em nhìn trên hình này thầy sẽ hướng dẫn này. Ta có MA bằng MB vì M là trung điểm của AB, chúng ta phải giải thích rõ như vậy. Cái góc BMK bằng góc AMK bằng 90 độ vì KM vuông góc với AB, đúng chưa? MK là gì? Cạnh chung. Như vậy thì hai tam giác này bằng nhau thì trường hợp là cạnh góc cạnh, đúng chưa? Như vậy do đó hai tam giác này sẽ bằng nhau nên ta suy ra hai góc này bằng nhau. Khi hai góc này bằng nhau nên cái tia KM sẽ là tia phân giác của cái góc AKB. Xong. Cái bài này chúng ta cần phải chứng minh như vậy nha. Ok, rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lập luận xét tam giác gì? AMK. Và cái tam giác
BMK có. Có thì các em. Như vậy chúng ta có AM thì bằng BM. Vì M là trung điểm. Ha, trung điểm của AB. Đó. Tiếp tục chúng ta có cái góc AMK bằng góc BMK và bằng 90 độ. Vì KM vuông góc với AB. Được chưa? Và MK là cạnh chung. Cạnh chung. Nên do đó cái tam giác AMK sẽ bằng với tam giác BMK theo trường hợp là gì em? Cạnh góc cạnh. Có đúng chưa? Nên ta suy ra mục đích của chúng ta là suy ra hai góc này bằng nhau, nghĩa là góc AKM bằng BKM ha. AKM sẽ bằng BKM. Đó. Ở đây chúng ta mở ngoặc là hai góc tương ứng. Ok, ta kết luận ở đây vậy. KM là tia phân giác của cái góc AKB. Xong. Bài 40. Chúng ta phải vẽ được hình này, nhìn hình này, phân tích hình để chúng ta lập luận chứng minh cho nó chính xác các em nhé. Cái mô hình này thấy vậy là chỉ phần tam giác này rất là cơ bản và rất quan trọng, nên chúng ta các em lớp 7 bây giờ đang có cơ hội để gọi là không phải mất gốc ở môn tổ hình, thì đây là những kiến thức rất cơ bản các em nhé. Ta phải hết sức lưu ý. Đó. Ok. Chúng ta sẽ đi sang bài 41 các em nhé. Rồi chúng ta đi sang bài 41. Rồi chúng ta có bài 41 các em. Ta đọc đề bài, vị hình rồi chứng minh cho các em nhé. Hai đoạn thẳng AB và CD cách nhau tại trung điểm O của mỗi đoạn thẳng. Đó. Như vậy thì ở đây ta có hai cái đoạn thẳng này là cách nhau giống như hình chữ X như này này các em này. Các em hiểu nào? Đó. Như vậy thì ở đây cách nhau thì cái giao điểm X ngay chỗ đây này thì nó chính là điểm điểm O, và cái O này chính là trung điểm. Trung điểm nghĩa là khi đó OA bằng OB, OC thì bằng OD. Các em hiểu chưa nào? Đó. Hiểu chưa? Chứng minh rằng AC song song với BD. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vẽ hình ra để chúng ta mình thấy được nè. Rồi ok, như vậy thì ở đây chúng ta có cái đoạn thẳng AB. Đoạn thẳng CD. Nhưng mà nhớ O này phải là trung điểm. O này trung điểm của mỗi đoạn thẳng, em hiểu không nào? Ở đây là C, đây là D, nghĩa là đây O này. Đó. Được chưa? Bây giờ chứng minh rằng AC song song với BD. Đây kìa. AC song song BD. Ok. Như vậy thì để chứng minh được AC song song BD thì các em nên chứng minh giùm thầy cái vị trí sau ly trong là bằng nhau, vị trí góc. Như vậy chúng ta đưa về, nếu như chúng ta này chứng minh được góc A bằng góc B, hoặc nha, các em không thích chứng minh góc A bằng góc B thì các em chứng minh giùm thầy góc C bằng góc D cũng được, một trong hai cái trường hợp này. Vị trí này là vị trí hình chữ Z này. Như vậy thì vị trí này đã chính là vị trí sau ly trong. Như vậy nếu các em chứng minh được góc A mà bằng góc B ở đây thì coi như gì mà hai góc này ở vị trí sau ly trong thì suy ra AC này sẽ song song với DB. Ok. Được chưa? Đó. Như vậy thì các em nhìn thầy này, để chứng minh được hai góc này bằng nhau thì chúng ta sẽ chứng minh hai tam giác này bằng nhau. Được chưa? Như vậy thì chúng ta sẽ xét tam giác AOC tương ứng với BOD. Tại vì A tương ứng với B mà C tương ứng với D, được chưa nào? Ta có được gì các em? Ta có OA thì bằng OB, vì O là trung điểm, hoặc là giả thuyết cũng được không? O gì nữa các em? OC thì bằng OD. Cái góc này nè các em,
Cái góc này là góc ở vị trí gì? À, vị trí đối đỉnh mà chúng ta được học ở cái bài thứ nhất ở trong chương 1. Có được chưa? Cái góc AOB đối đỉnh với góc BOD thì là hai góc này sẽ bằng nhau. Nên hai tam giác này sẽ bằng nhau theo trường hợp là cạnh góc cạnh, thấy không? Cạnh của cạnh tương ứng nên ta sẽ suy ra được hai góc này sẽ bằng nhau. Khi hai góc này bằng nhau nên mà ở vị trí sau lên trong nên ta suy ra AC sẽ song song với BD. Vậy thôi. Ok, cùng dây chưa? Rồi, ta cũng tiến hành xét cái tam giác AOC và cái tam giác BOD có. Ta có là gì em? OA sẽ bằng với OB. Vì O là, các em có thể ghi giả thiết cũng được, mà theo thầy thì ghi như thế này cho nó rõ hơn. Vì O là trung điểm của AB ha. Nhìn nữa các em, cái góc AOC sẽ bằng góc BOD, ở đây là đối đỉnh ha. Được chưa? À, tiếp tục chúng ta có cạnh OC thì bằng OD. Vì O là trung điểm của CD. Ok, đó. Nên do đó cái tam giác AOC sẽ bằng với cái tam giác BOD theo trường hợp là cạnh góc cạnh. Được chưa? Nên ta sẽ suy ra góc A này sẽ bằng với góc B, hai góc tương ứng. Ok, đó nè. Vậy đã kết luận vậy, đây là AC sẽ song song với BD tương ứng luôn. Đó, đó chính là cái nội dung chứng minh mà chúng ta cần phải thực hiện được, làm được, đúng không? Rồi, được chưa em? Ok, chúng ta sẽ đi sang bài 42. Đây chính là cái bài cuối cùng trong clip hôm nay nhé. Đây là những bài rất rất quan trọng và rất cơ bản em, chứng minh song song hàng tiêu phân giác trong đề bài, trong thi học kỳ người ta rất là hay ra đấy nha các em nhé. Ta đi xem bài 42 nha. Cho tam giác ABC có góc A bằng 90 độ. Góc A bằng 90 độ nghĩa là chính là tam giác gì em? À, tam giác vuông ha. Trên tia đối của tia CA lấy điểm D sao cho CD bằng CA. Trên tia đối của tia CB lấy điểm E sao cho CE bằng CB. Tính số đo góc CDE. Rồi ok, bây giờ thầy sẽ vẽ cái tam giác ABC vuông tại A nhé. Xin lỗi các em, do thầy có điện thoại nha. Rồi thầy tiếp tục vẽ cái tam giác ABC vuông tại A các em ha. A đây, được không nào? A, B, C. Rồi tiếp tục. Trên tia đối của cái tia CA, tia đối của tia CA đây, lấy điểm D sao cho CD thì bằng CA. À, tia đối thì ở năm học lớp 6 á, chúng ta được học về tia rồi. À, ví dụ tia đối của tia CA thì chắc chắn nó nằm bên đây, tại vì tia CA là tia nằm hướng từ đây ra đây mà, tia đối của nó sẽ nằm bên đây. Như vậy chúng ta sẽ lấy điểm D nằm phía bên đây sao cho CA thì bằng CD. Các em hiểu chưa nào? Như vậy thì chúng ta sẽ tiến hành, nếu chính xác chúng ta dùng thước có cái thước đo vạch cm nha, chúng ta đo chính xác nha. Tại vì ở đây cái thước thầy đo mất tiêu, như vậy thì hai cái đoạn này bằng nhau này. Các em hiểu chưa? À, trên tia đối của tia CB chúng ta lấy điểm E sao cho CE bằng CB. Như vậy CB đây, tia CB thì đây, tia đối chứng tỏ nằm phía bên đây, nhưng mà khi chúng ta lấy điểm E thì hai đoạn này nó cũng sẽ bằng nhau. Các em hiểu không? Chứng tỏ nó nằm phía bên đây, bây giờ chúng ta kể hai cái đoạn này sẽ bằng nhau à, như vậy đây chính là E, được chưa? Như vậy chúng ta nói lại này, như vậy hai đoạn này bằng nhau được em. Bây giờ người ta yêu cầu tính số đo của cái góc CDE. Các em thấy không? Rồi, như vậy thì ở đây để mà tính được cái góc này là bằng bao nhiêu thì chúng ta nên xét hai tam giác này. Nghĩa là tam giác A,
A, B, C với tam giác D, E, C. Chúng ta có cái gì các em? Chúng ta có C, A thì bằng C, D. Theo giả thuyết C, B bằng C, E. Góc này nè, góc này và góc này là gì? Ở vị trí cho các em, vị trí đối đỉnh. Hai vị trí này vị trí đối đỉnh, nên hai tam giác này sẽ bằng nhau tương ứng. Trường hợp là cạnh, góc cạnh, khi đó nên là góc A này sẽ tương ứng với góc D. Như vậy góc này bằng 90 độ thì tương ứng góc này cũng sẽ bằng 90 độ, nên là góc này sẽ bằng 90 độ này. Các em hiểu chưa nào? Đó là cái cách lập luận và chứng minh của chúng ta là như vậy các em nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ xét cái tam giác ABC và tam giác DEC. Đó, ta phải viết tương ứng như vậy. Có, như vậy ở đây chúng ta có AC thì bằng với DC. Giả thiết có góc ACB sẽ bằng góc ICD. Ở đây là đối đỉnh nè các em. GT đây chính là giả thiết nha, giả thiết nha. Tiếp tục chúng ta có cặp cạnh giả thiết nữa, đó chính là BC sẽ bằng với IC. Ở đây cũng là giả thiết. Ok. Do đó cái tam giác ABC sẽ bằng với tam giác DEC. Thì trường hợp là cạnh, góc cạnh, được chưa nào? Nên chúng ta suy ra cái góc A này sẽ tương ứng với góc D, hai góc tương ứng. Được chưa? Mà cái góc A chúng ta bằng 90 độ, nên chúng ta suy ra cái góc D này cũng chính là bằng cái góc gì? CDI, không? Cũng bằng 90 độ. Xong. Được chưa? Ok. Em hiểu hả? Hiểu không? Hiểu không em? Nói chung thì những cái bài này theo thầy nó dễ, nhưng mà chúng ta biết cách nhìn hình, vẽ hình thì nó dễ, nhưng mà các em không vẽ được cái hình. Thứ nhất, ví dụ vẽ tia đối hoặc là ký hiệu, ký hiệu được thì các em sẽ nhìn thấy liền, mà các em không biết ngỏ ký hiệu là các em sẽ không nhìn thấy. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta phải biết cách lập luận, mà ví dụ góc đối đỉnh hay là giả thiết hay là trung điểm hay là cái hướng ở trong đầu mình phải có sẵn thì chúng ta mới làm được. Chứ mà bữa nay chúng ta đang phân trường hợp ra đấy, mà muốn ta học cái trường hợp góc cạnh góc nữa, sau đó chúng ta tổng hợp lại thì khi đó chúng ta không biết khi nào là cạnh góc cạnh gần cạnh, khi nào cạnh góc cạnh, khi nào góc cạnh góc, nên chúng ta phải học từng cái chuyên đề, từng cái bài cho nó chính xác, cho nó hiệu quả ha. Ok, tới đây thì thầy xin tạm dừng. Nếu như quý phụ huynh và các em xem cảm thấy hay và dễ hiểu thì mau nhanh tay đăng ký vào cái khóa học online, chắc phải tập trong 7 học kỳ 1 á. Ok, tới đây xin chào hẹn lại các em và quý phụ huynh trong các clip học thuật tiếp theo nha. Ok, cảm ơn quý phụ huynh và các em.